Thưa quý vị, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết chiều nay ngày 14 tháng 4, tại bệnh viện sẽ có 9 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân số 87, 114, 115, 177, 186, 189, 190, 232, 239. Trước đó, tối ngày 13 tháng 4, nam bệnh nhân số 28, 74 tuổi quốc tịch Anh đã được xuất viện và cùng vợ bay về nước ngay trong đêm. Đây là một trong ba bệnh nhân phải thở máy đầu tiên khi bệnh diễn biến nặng. Như vậy, hiện có 155 người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2. 119 người đang điều trị, 146 người đã khỏi. Như vậy, 24 giờ qua, thêm 3 ca nhiễm, 2 người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm là 265 số đang điều trị là 119, số khỏi bệnh là 146. Đa số bệnh nhân tình trạng sức khỏe ổn định, 9 ca xét nghiệm âm tính lần 1, 23 ca âm tính lần 2. Ba bệnh nhân nặng gồm bệnh nhân số 161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội trần quốc gia bệnh nhân số 20 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng có tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân số 91 nguy kịch, phổi trên phim X quang biểu hiện tổn thương nặng hơn, rối loạn đông máu đã được điều chỉnh tạm ổn. Hạ Lôi vẫn là điểm nóng của dịch, hiện ghi nhận 12 ca nhiễm.